Xin chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh Đồng Quê. Hôm nay là một buổi chiều nắng đẹp. Hôm nay tôi lại đi kiểm tra, lại làm một clip về ong. Quý vị cùng trải nghiệm, đó là kiểm tra những cái cầu thời gian trước đến bây giờ nó làm đến đâu rồi quý vị nhé. Để xem là trong vòng khoảng thời gian đó thì ở đàn ong nào làm nhanh nhất, xây nhanh nhất và cái mức độ tiếp thu trên tầng nó đến đâu. Xin quý vị nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ kênh quý vị nhé. Nắng oi quá quý vị ạ. Nắng cảm giác rất là mệt. Mưa nhiều nắng lên cái lại mệt. Cực mệt luôn quý vị. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Tôi sẽ bắt đầu kiểm tra nhé, vì hôm nay có mỗi mình tôi nên là không có ai cầm máy quay cho tôi cả. Và tôi cũng phải thực hiện toàn bộ, cho nên là ví dụ video có không được đẹp lắm thì mong quý vị thông cảm. Nào, chúng ta bắt đầu làm nhé. Đây cho quý vị xem cái đàn ong của tôi này. Đấy. Nắng lên cái là các em nó đi làm rất là kinh khủng quý vị. Hôm nay là buổi nắng đầu tiên đấy sau mấy ngày mưa. Có số lượng quần đem phấn về cũng rất là ít, lưa thưa chứ không đều đặn lắm. Để chúng ta vì cái đàn này là hôm vừa rồi chúng ta kiểm tra thì để rất là kém quý vị ạ. Để hôm nay xem tình hình nó như thế nào, qua thời gian bò phấn nó như thế nào nhé quý vị nhé. Tôi che mất chỗ nên là các em nó không vào được cửa. Đây này, nhiều quá quý vị. Nào, ta đi xem qua ong một loạt đây quý vị nhá. Một số đàn bên này thì đi làm rất là yếu quý vị ạ. Đấy, có con ong to, có con ong bé xíu xíu xíu. Đây, đàn đông nhất không. Tới tương lai thì mà mùng 2 này, trưa mùng 2 quý vị nhá. Trưa mùng 2 thì tôi bắt đầu sẽ đi lên lại lên trên chỗ thầy Toán, chuyên gia Trần đấy quý vị. Để lấy mũ chúa về sẽ tách cái đàn này nếu mà đủ điều kiện. Để hôm nay tôi cũng kiểm tra luôn xem là có đủ điều kiện để tách không. Nếu mà đủ điều kiện tách thì tôi cũng sẽ tách ra làm hai đàn nữa và lên lấy mũ chúa của thầy về để thay cho những con chúa già bên kia. Nhưng thực sự là chúa già bên ý đẻ cũng rất là khủng đấy quý vị ạ. Nhưng mà để lâu thì con quân nó rất là bé. Thế nên là phải thay quý vị nhé. Vì đàn chúa có con thì cũng được 8 tháng có con được hơn năm rồi đấy quý vị ạ. Con già nhất là được hơn năm rồi. Nếu mà nắng đều đều liên tục như thế này thì dự định là chủ nhật này tôi cũng sẽ di trùng để làm clip cho quý vị cùng xem thôi. Nhưng để mà chọn đàn di trùng tạo chúa thì tôi cũng sẽ chọn đàn này làm đàn nuôi dưỡng quý vị nhé. Đàn này này, đàn rất là hiền luôn. Còn những cái đàn đàn nào lấy nhộng một ngày tuổi thì tí nữa tôi phải kiểm tra xem là mức độ chúa nó đẻ như thế nào. Phải kiểm tra hết một loạt xong bắt đầu mới quyết định được đưa ra là đàn nào chúng ta lấy con nhộng để làm chúa quý vị nhé. Chứ không phải là cứ thấy thế mà cứ đưa vào làm đâu. Đấy, thì con chúa nó sẽ không đảm bảo. Thứ nhất là nó mang cái đặc tính là nó hung dữ. Để xem đàn nào hiền. Con chúa ý cái đàn ý là con chúa nó đẻ tốt và đàn ý hiền. Đấy đầu tiên, cái mức đầu tiên thì tôi cũng lấy để làm chúa cho quý vị. Và hứa với quý vị trong một ngày gần nhất tôi sẽ ra tham quan mô hình nuôi ong của chú Nguyễn Minh Thông ở Minh Côi Hạ Hòa quý vị nhé. Ra ngoài thăm mô hình nuôi ong của chú, đồng thời là cũng đi tham quan luôn các cái đồi cây ăn quả, đặc biệt là cây ổi quý vị ạ. Và xem để học hỏi kinh nghiệm tôi cũng lấy vài cây về để trồng. Hiện nay bây giờ thì tôi cũng đã trồng một ít rồi, nhưng mà hiện tại thì chủ yếu là mít quý vị nhé. Nắng này rất là mệt mỏi quý vị ạ. Đây, đàn một cầu đấy quý vị. Đấy. Đàn có một cầu quý vị nhé. Để xem mà hôm nay kiểm tra luôn xem là những đàn nào lao cầu, xem những đàn nào làm hết rồi, và những đàn nào có thể là lao thêm. Nhưng mà chắc chưa lao thêm được. Trong những video lần trước thì có một số anh em hỏi tôi đó là bò phấn là gì, thì tôi xin trả lời, cũng đã trả lời qua phần bình luận ở giữa video. Thế nhưng mà để cụ thể hơn trả lời cho các bạn đó là bò phấn là gì
Và bò phấn là chúng ta, theo ý hiểu của tôi, đó là bò phấn là chúng ta bổ sung nguồn thức ăn bằng phấn hoa nhân tạo cho con ong vào thời điểm ít thức ăn và mưa nhiều, có thời tiết khắc nghiệt đấy quý vị, thì nó không có phấn hoa, vì chủ yếu con thức ăn của con ong là mật ong, mật của nó và phấn hoa quý vị nhá. Còn để trả lời một cách chính xác nhất thì xin quý vị thông cảm, đấy là vì tôi cũng kinh nghiệm nó chưa có nhiều nên là chưa thể giải đáp hết được những câu hỏi của quý vị nhé. Nhưng mà để đến đâu thì tôi cũng sẽ trả lời dần dần. Đây, phấn vừa bo đợt trước, bây giờ đã gần hết rồi quý vị. Đông thì nó rất là nhanh ấy. Máng bo hết đợt này thôi, vì nếu mà nó nắng nhiều rồi thì thôi tôi cũng sẽ không bo nữa. Chúa đẻ kém quá quý vị. Mà không biết ở bên trong như nào, mật nhiều, ôi không phải kém đâu quý vị. Ở này bây giờ đẻ quá khủng rồi. Cầu này là cầu viện thì quý vị. Toàn mật thôi quý vị. Đây, nhiều mật lắm. Đấy, gần hết các ô lăng này rồi. Ở bên trong thì rồi quý vị xem cầu bên trong nhé. Đây quý vị nhé, đây chúng nó đẻ như này đây, đây quý vị, có vị nhìn thấy rõ không? Đấy, như thế này. Mai nắng nữa thì tôi cũng sẽ rũ bớt cái cầu, sẽ rũ bớt cái cầu cầu viện kia đây đi và quay hết mật bỏ để nó tập trung. Đây là đàn chúa tơ quý vị nhé. Tự như là những cái cầu đến thời điểm này thì gần như là đã xây xong hết rồi, chưa hoàn thiện hẳn đâu quý vị ạ. Đây, tôi thấy là xây rất là đẹp rồi đấy. Đây, cầu mới thì chúa đẻ rất là tốt. Xây đâu chúa đẻ luôn đến đấy quý vị ạ. Gần như là rất là ít mật. Trời lại tối mưa rồi quý vị ạ. Tối sầm rồi. Đàn này hứa hẹn sẽ cuối năm là sẽ cho tách rồi. Đấy. Dưới đây nắng lên là tôi sẽ quay hết toàn bộ những cái cầu cũ và bỏ để lao cầu mới. Vì quý vị biết không, cầu này là cũng từ năm ngoái quý vị nhé. Bề lỗ tổ nó rất là bé rồi, nó co khít lại quý vị ạ. Nghi là chúa nó ở trên tầng mới, thế nhưng mà tìm vẫn không thấy đâu. Chưa thấy nó ở đâu cả, chưa phát hiện được. Có khi nó vẫn ở cầu cũ thôi. Trời sắp mưa rồi quý vị. Này, gái là trâu về à? Mình kiểm tra ong thôi.
Đây là đàn thứ hai quý vị nhé, tôi kiểm tra thử. Cái này thì kiểm tra đợt trước là đẻ rất là tuyệt vời. Đàn này đã nở hết một đợt rồi đấy. Ông nòn nhiều lắm quý vị ạ. Thùng bẩn quá nên tôi phải vệ sinh luôn quý vị nhé. Để đẹp quý vị nhỉ. Mỗi tội cầu hơi xấu. Hiện tại đàn này thì các cái cầu mới mà là lao cách đây 2 tuần ấy nhá. Thì chỗ nó đẻ kín rồi. Còn ở dưới thì chưa xây, vừa xây được chỗ này thì còn một xíu nữa là hết. Nở hết đợt này thì sẽ bù hết cái cầu. Mà khi một khi đã bù hết cầu thì tự động con ong nó cũng sẽ làm vàng hết toàn bộ các cái chân tầng, các cái cầu bị đen. Cho đến này cũng đang không lo, nhưng để đảm bảo nhất thì chúng ta vẫn phải bỏ. Quay bỏ thôi nhé. Không tiếc nhộng đâu. Tôi không tiếc nhộng. Cũng tiếc đấy nhưng mà không biết phải làm nào, nhưng mà cứ phải xử lý trước. Xử lý trước đỡ xử lý sau. Đằng nào cũng vẫn phải xử lý. Riêng với ong ngày trước mà bắt ở ngoài rừng về, quý vị đừng có mơ là sẽ cầm được chổi mà vệ sinh như này. Phải thay thùng, mặc áo bảo hộ xong nhấc hết cầu, rũ hết sang. Xong bắt đầu chúng ta mới có thể kiểm tra và chúng ta bắt đầu vệ sinh được cái đáy thùng nhé. Nhưng bây giờ thì yên tâm, những ong này thì thoải mái rồi. Hôm nay trời rất là ủng hộ. Nếu mà nắng từ lúc thì bây giờ là sẽ không chịu nổi nữa. Rất là ngột ngạt. Riêng chúng ta kiểm tra xong, chúng ta vẫn phải để cái ván ngăn thật là ngay ngắn quý vị nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang đàn thứ ba này. Chia sẻ với quý vị là cái đàn này thì bản thân nó chỉ có một cầu thôi quý vị nhé. Vì những cái đàn gốc kia thì phải nhập vào đây. Thì nó chúa nó ở thùng này nên là khi mà hỏng chúa ở cái thùng kia thì tôi đã nhập vào đây. Cái cầu ngoài kia rồi tôi cũng quay bỏ thôi, chứ không để được. Đây là cầu mới lao rồi này. Xây đâu chú đèn đấy, rất là thích để cổ mới quý vị ạ.
những quý vị nào mà mới bắt đầu vào nuôi ong thì chúng ta cũng nên là chú ý đến công tác vệ sinh đáy thùng quý vị nhé. Đừng để rơi vào trường hợp như anh bạn ở những clip vừa trước tôi đi kiểm tra cho đấy quý vị. Lỗi kỹ thuật tách đấy. Ong của chúng ta khi quân mà khỏe rồi thì có những đàn là bên dưới đáy thùng rất là sạch sẽ cực kỳ quý vị ạ. Có những đàn thì chúng ta phải vệ sinh liên tục, nhưng có đàn thì sạch sẽ vô cùng. Đây, cho quý vị xem. Đây chính là con sâu phá tổ ong đấy quý vị ạ. Đây nhá, chính nó như này đấy. Đấy quý vị thấy không? Thấy rõ không? Đây nhá. Nó như này nó rất là to rồi. Đấy, có con li ti thì chúng ta còn nên lấy cái que tăm hoặc là cái mẩu gì đó là chúng ta quét vào trong cái lỗ nứt ấy. Nó xây nó cái này riêng cái tổ của nó là nó có cái hình như cái đường hầm vòng cung ấy quý vị ạ. Đấy, nó ở bên trong ấy nhá. Đấy, chúng ta sẽ bỏ đi. Bỏ cái đi thì bên trong nó sẽ lộ ra con này. Và chúng ta sẽ không giữ để làm gì nhá, chúng ta giết luôn. Đấy. Giết thì nó lại không giết thì nó lại phá tổ của chúng ta đấy. Phá tổ ong thôi. Đấy. Đây là chú cũ quý vị nhá. Đàn này là đàn chú cũ đấy. Đợt vừa rồi là tôi có nói là đàn này là đàn chú tơ nhưng không phải. Đây là đàn chú cũ. Đây là con mới. Riêng đặc biệt là ong chúa thì theo như tôi thấy từ khi lao cầu tôi biết làm ong đến đây bây giờ thì từ khi biết làm ong đến bây giờ nhé, cứ lao cầu thì con ong chúa rất là thích đẻ cái cầu mới này, xây đến đâu là đẻ luôn này, cầu toàn mật đấy. Tiền đây thì trong cuộc sống thì khi mà chúng ta trải qua các cái cuộc sống đời thường hàng ngày đấy, tôi cũng cho thấy là khi mà những ai có những người nóng tính mà có những là việc làm rất tốt, nhưng có những cái thì không làm được việc, có những cái thì không làm được, có những việc không làm được, có những việc làm tốt. Thế nhưng đặc biệt là những người mà hay có cái tính tự ái bảo thủ, háo thắng thì hỏng việc rất là nhiều. Vì lúc nào chúng ta cũng coi là chúng ta là biết hết rồi, cho nên là chúng ta không cần ai chỉ bảo hay là cái gì cả. Cho nên là mọi cái kinh nghiệm nó chỉ có đến cái mức ý thôi, nó không hư hơn được quý vị ạ. Lúc nào cũng cho ta là biết hết rồi, chúng ta hơn người. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ tự hại chết chính bản thân của chúng ta. Thành công luôn luôn theo sát và đi đến với những người có tính kiên trì, ham học hỏi. Đồng thời những cách học hỏi ý đem về chúng ta cũng phải biết cách vận dụng
và thực tế tại nơi mình làm việc, chứ không phải là cách nào chúng ta cũng có thể áp dụng được. Ta đến đàn thứ 5 quý vị nhé. Đây đàn này mục cầu. Không biết là ở chỗ quý vị hôm qua thời tiết như thế nào, tối hôm qua đấy. Tối hôm qua rạng sáng hôm nay. Còn chỗ tôi thì hôm qua mưa rất là lớn, mưa to. Mà sấm chớp đùng đùng quý vị ạ. Chỗ mới có hiện tượng làm như này rồi đấy quý vị. Này, nhưng mà chưa, tôi chưa lau cầu, tôi cứ kệ nó. Hai mặt để kín mít luôn quý vị nhá. Đấy. Cái gì cũng cần sự kiên trì, bình tĩnh, không vội vàng. Như này thì tương lai nếu như thời tiết ủng hộ thì chẳng mấy chốc là chúng ta sẽ có một đàn mạnh đâu. Nó cứ duy trì đều đặn như thế này vậy. Theo như tôi thấy thì thường thường những đàn chúng ta bắt ở rừng về thì bao giờ là có đến hai cầu đâu. Đa số là nó chỉ có một cầu. Đấy, bám kín mặt cầu. Nhưng mà chúng ta biết cách chăm sóc thì nó cũng phát triển rất là nhanh. Đấy, nó cũng như này thôi, tương lai thì nó cũng sẽ phát triển dần dần lên. Và như này thì ví dụ mà theo cách của tôi thì nếu như là nó yếu như này mà tương lai thì tôi sẽ không cần phải lau cầu. Mà những đàn nó mạnh hơn, nhiều có hơn, mà đủ số lượng quân bám cầu rồi thì tôi sẽ nhấc cầu nhộng và thức ăn đủ những cái cầu sắp nở đấy nhá, những cầu sắp nở chuyển sang bên đây thì đương nhiên là nó sẽ mạnh dần lên. Thì khi nó mạnh rồi, có hai cầu trở lên rồi, chúng ta lao cầu thì đơn giản. Theo tôi thì tôi hay làm như vậy. Những đàn một cầu thì tới đây là tôi sẽ, ví dụ như đàn này ba cầu nhá. Đấy, ba cầu. Tới đây chúng ta lao tiếp thêm một cầu nữa. Là thành bốn cầu. Thì đàn này nếu mà mạnh thì sẽ rút bớt một cầu ra, cầu chuẩn bị để nó để vít nắp hết rồi đấy. Nhộng sắp nở đấy quý vị. Thì sẽ chuyển sang cho đàn một cầu kia. Và khi chuyển rồi, xây cầu xong ấy thì chúng ta lại lao tiếp cầu bên này. Thì đàn đông thì nó xây cầu nhanh hơn. Thì đàn kia nó chỉ có sẵn ăn sẵn làm thì nó sẽ phát triển nó rất là đều. Rất đều quý vị nhé. Để đẹp lắm quý vị ạ. Đây nhá. Đấy. Cầu hơi đen vì là cầu cũ. Đàn này bản thân thì tôi cũng chưa lau cầu đâu. Mật rất là già đấy. Mật rất già. Đấy. Tôi sẽ thay thùng luôn quý vị ạ.
cũng nóng đấy quý vị ạ. Vậy là tôi đã kiểm tra xong 9 trên 12 tổ. Hiện tại thì trong số 9 đàn kiểm tra thì ong đi làm rất là đều, tốt. Nhưng có một số, có 2 đàn thì đi làm cũng yếu quý vị ạ. Không phải đi làm mà đẻ cũng yếu. Thì có khả năng là do thời tiết.
thì 3-4 ngày nữa thì tôi cũng sẽ lại kiểm tra, tiếp tục kiểm tra những cái đàn đấy để xem kết quả nó như thế nào quý vị nhé. Hiện nay khi kiểm tra thì tôi thấy là nếu mà chủ nhật này chúng ta di trùng thì cũng chưa đảm bảo được, chưa thể di trùng được, thì phải hẹn tuần sau. Thì nếu mà là tuần sau nữa thì chắc là làm được cái clip di kép quý vị nhé. Và video của tôi đến đây là hết rồi. Quý vị hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh, và nhớ bấm chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh nha quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.